giữ cỏ cho vườn thì rất là quan trọng. Thì vì cái vườn này giữ cỏ nên bà con thấy cây sầu riêng Musaskin mặc dù mới có 7 tháng tuổi nhưng phát triển rất là mạnh mẽ. Điều này lý giải cho việc là bà con hỏi là trồng sầu riêng Musaskin ở miền Tây Nam Bộ của chúng ta có hợp hay không, tại vì vị trí địa lý so với mực nước biển thì nó không có giống như cái vùng mà đang. Hello quý bà con, hôm nay chúng ta cùng vào một cái vườn sầu riêng ri sáo và thái rất là nhiều, và trong đó lọt chọt đâu một cái cây sầu riêng Musaskin, và nó cũng đại diện cho tốc độ phát triển và sinh trưởng của sầu riêng Musaskin tại miền Tây Nam Bộ của chúng ta. Bà con thấy quanh đang đo không? Đo cái cây này nó tầm khoảng 1m2, 1m3 rồi, đó là ấy nó khoảng 1m5 rồi, là được mới có 7 tháng tuổi. Tức là nó trồng trong cái vườn xen canh chung với lại ri sáo và thái, và bạn Musaki này đang rất là phát triển, nhưng mà cái tàn phân bố đang không có đều, nó hơi bị lép tàn một bên nên nó hơi ngã về cái hướng mà tàn nhiều á, nên là giờ là mấy bạn đang tạo nhánh quanh cùng với các bạn đang tạo nhánh lại để cho nó ngã đều về phía bên này. Nên khi bà con mà kỹ thuật tạo tàn tạo tán coi cây sầu riêng, bà con cần phải lưu ý chúng ta phân bón phân tán phân tàn nhánh cho nó đều nha bà con, không có được lép một bên như vậy. Lấy một bên như vậy nó sẽ gây ra hiện tượng rất là dễ lật gốc khi mà gió thổi bạc về hướng bên kia nhé. Và như vậy thì năng suất cũng không có cao, phân tàn như vậy thì năng suất cũng không có cao, nên là bà con lưu ý việc đó giùm quý quanh nha. Và cái cây sầu riêng Mosakin mặc dù mới có 7 tháng tuổi thôi nhưng mà tàn và gốc như thế này là rất là tốt bà con ha. Và bà con có thể thấy là mặc dù đợt vừa rồi là có hơi bị mặn xíu nhưng cây sầu riêng Mosakin vẫn đứng sừng sững như thế này. Và cái cách kỹ thuật trồng thì nó cũng không có khác gì lắm so với cái sầu riêng Thái và sầu riêng ri sáo của chúng ta, nó không có khác gì hết nha. Mà cái bên bạn cũng đang có cái ớt hiểm nữa, không biết chơi anh chủ vườn anh chơi cũng ác nha. Anh chủ vườn thì kinh doanh nhà hàng khách nhà hàng nên là trồng ớt để mà kiểu như cho thực khách ăn nhắm mồi, nên là cây ớt bự chà bá ngay cái bên Musaskin mà không chịu ấy đi. Và bà con nhớ là cây sầu riêng thì nó rất là ưa nước nhưng mà ngược lại nó không có chịu nước, bà con phải làm những cái bầu phải to như thế, ở cái mô to để mà nó ráo nước ha. Và đặc biệt là cái việc mà chúng ta là giữ cỏ cho vườn thì rất là quan trọng, thì vì cái vườn này giữ cỏ nên bà con thấy cây sầu riêng Musaskin mặc dù mới có 7 tháng tuổi nhưng phát triển rất là mạnh mẽ. Điều này lý giải cho việc là bà con hỏi là trồng sầu riêng Musaskin ở miền Tây Nam Bộ của chúng ta có hợp hay không, tại vì vị trí địa lý so với mực nước biển thì nó không có giống như cái vùng mà đang trồng một sầu riêng Musaskin ở Malaysia. Nếu mà nói về mực nước biển đúng vị trí trồng thì cái vùng Lâm Đồng, Lâm Hà là cái vùng đó trồng rất là ok. Tuy nhiên là chúng ta có thể linh động và cơ động cái việc này. Chúng ta vẫn có thể trồng, chúng ta vẫn có thể trồng bình thường, mà chúng ta sẽ để ý cái bằng đó cần cái gì thì chúng ta sẽ bổ sung cái ha bà con ha. Cái việc này thì người dân Việt Nam của chúng ta, những cái bà con của chúng ta đã quá là giỏi rồi, quanh còn phải đang cầu thị và học hỏi thêm từ những quý bà con về cách gọi là những cái mẹo dân gian về việc trồng cây sầu riêng và các loại cây có múi khác. Rất là thích luôn, rất là thích được ngồi cùng với các lão Phật gia ngồi nghe các lão Phật gia chia sẻ về những cái kỹ thuật, những cái năm tháng thăng trầm khi mà mới bắt đầu làm những cái vườn cây ăn trái. Thật sự là quanh rất là thích, quanh rất là ghi nhận và ngưỡng mộ những cái công sức cũng như những cái người đã đi đầu trong việc là đem cây giống cũng như là trồng trọt những cái vườn đầu tiên về những loại cây giống mới tại Việt Nam. Bà con có thể thấy lá của Musaskin thì nó sẽ dài, nó thon và nó phía sau cái gân của nó có màu đồng rất là đẹp như thế này. Bà con thấy ha, cái gân của nó phía sau màu đồng rất là đẹp đó, là nên là khi mà ra cái sắc tố của cái thằng cơm á, thì nó cũng vàng ươm luôn à, đó là cũng là một cái cách để chúng ta nhận diện có phải sầu riêng Musaskin hay không. Lá thon dài ha bà con ha, và có màu đồng rất là đẹp ở mặt sau. Và hiện tại bây giờ mặc dù đã trải qua một cái cơn bão hạn hán á, nhưng mà bạn sầu riêng Musaskin cùng với các bạn sầu riêng khác vẫn đang phát triển một cách mạnh mẽ để mà có thể sâu vào lòng đất mẹ hơn, để hút những chất dinh dưỡng của chúng ta nhiều của lòng đất mẹ nhiều hơn. Và cái cây sầu riêng như thế này là phân tán chưa có đều nên là đang bên quanh thì đang 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 ấy lại nha bà con nhé. Hồi nãy mới té xong đi vườn, vừa đi vườn vừa nghe điện thoại và té một cái bùm, tưởng là dính con rắn gì đó là chắc cũng xỉu luôn.
Quanh rất là thích đi vườn nhưng lại rất là sợ rắn đó bà con ha. Bà con có đi vườn với Quanh đừng có thấy rắn là nhát Quanh tội nghiệp Quanh nha. Rồi à, mong rằng video này giải tỏa một chút cái sự lo lắng của quý bà con về việc trồng muscadine ở tại miền Tây Nam Bộ thì có tốt hay không nha bà con nha. Nếu mà trong quá trình trồng trọt bà con có bất kỳ câu hỏi gì hãy gọi vào số hotline điện hiện trên màn hình để lại cái câu hỏi à, hoặc nếu muốn thăm trực tiếp vườn bà con cứ lại để lại địa chỉ để các bạn trực tổng đài sẽ sắp xếp cái lịch công tác cho Quanh cùng với các anh chị kỹ sư đến tận vườn gặp gỡ giao lưu và đồng hành cùng với khu vườn của quý bà con trong thời gian sớm nhất. Một lần nữa cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video hữu ích tiếp theo. À, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý bà con, mình là Quanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Như bà con đã biết, khi đến với kênh siêu thị cây giống, Quanh cùng với đội ngũ kỹ thuật của siêu thị cây giống thường chia sẻ đến quý bà con những cây giống mới có giá trị kinh tế cao và năng suất cao. Và bên cạnh đó thì siêu thị của giống cũng thường hay chia sẻ đến quý bà con những cái kỹ thuật trồng trọt, những loại phân bón, phân thuốc nào nó hiệu quả mà tiết kiệm chi phí cho quý bà con. Thì một câu hỏi mà Quanh nhận được nhiều nhất đó là liên quan tới phần rễ của cây. Bà con cũng biết rễ cây nó rất là quan trọng. Khi rễ cây khỏe thì sẽ giúp cho cái cây của chúng ta nhanh phát triển, nhanh cho thu hoạch và cho trái, cho năng suất cao đúng không ạ? Thì ngày hôm nay Quanh sẽ tiết lộ đến quý bà con một cái bí quyết mà siêu thị cây giống cùng với các cái nhà nông của siêu thị cây giống đã sử dụng xuyên suốt trong thời gian qua và đã gặt hái được rất là nhiều các cái hiệu quả bằng cách là cây sinh trưởng rất là nhanh và đã cho trái thì rất là sai và trái thì rất là đẹp. Và đó chính là humic Hoa Kỳ, một cái loại humic chuyên dùng để kích rễ giúp nhanh vọt đọt với cái hàm lượng dinh dưỡng là 80% humic hữu cơ cộng với 20% phân trung vi lượng theo một cái công thức cải tiến nhất với nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Và điều này đã giúp humic Hoa Kỳ trở thành một cái sản phẩm rất là thân thuộc của những bà con nông dân và có với khu vườn của siêu thị cây giống. Và siêu thị cây giống cũng sử dụng humic Hoa Kỳ này cho những cái cây giống của mình từ giai đoạn cây con và đã giúp cho cây giống phát triển rất là mạnh. Quanh nghĩ đây là một cái loại kích rễ rất là đặc biệt với cái thành phần và cái công thức cải tiến, nó sẽ mang lại hiệu quả tối ưu cho quý bà con, giúp cho rễ phát triển cực nhanh và vọt đọt ra cực mạnh. Và cái cách sử dụng của humic Hoa Kỳ chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất, bà con có thể trộn 100 kg phân gà, phân chuồng oai mục với 1 kg humic Hoa Kỳ để mà chúng ta tạo thành 100 kg phân vi sinh hữu cơ, có thể bón cho cây định kỳ mỗi tháng. Và cách sử dụng thứ hai là bà con có thể pha 1 kg humic Hoa Kỳ với 500 ml nước để chúng ta có thể tưới cho 200 cây định kỳ 10 đến 15 ngày một lần, sẽ giúp cho cây là phát triển rễ rất là mạnh và vọt đọt rất là nhanh. Và Quanh tin rằng đây là một cái loại sản phẩm humic rất là tốt để giúp cho bà con, giúp cho khu vườn bà con là tăng trưởng, phát triển thật là nhanh. Nếu bà con có bất kỳ thắc mắc gì liên quan về sản phẩm humic Hoa Kỳ, bà con hãy gọi vào số hotline hiện trên màn hình. Quanh cùng với các anh chị kỹ thuật sẽ đồng hành cùng với quý bà con. Và xin nhắc lại, đây là một sản phẩm rất là tin cậy và siêu thị cây giống cùng với các khách hàng của mình đã sử dụng xuyên suốt trong thời gian qua. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những cái chuyên mục tiếp theo chia sẻ về kỹ thuật và cách chăm sóc cũng như các cái loại phân thuốc chúng ta có thể sử dụng với khu vườn nhà mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.